Chúng ta đột nhập vô rồi. What's up, xin chào tất cả các bạn, mình là Sắc Đen. Hôm nay chào mừng các bạn đã trở lại với một video Minecraft mới của mình. Và mình s�ẽ chơi một cái map truy tìm cái nút play kim cương. Đúng vậy, cuối cùng mình, một thằng YouTuber, đã có được riêng một cái nút play kim cương cho riêng mình. Mình rất là vui. Ok, và bây giờ đây là cái map được làm bởi DJ Disco. Mình rất thích DJ lắm. Và chúng ta tập luật trước. Music up. Ok, music up. Mình đã để up rồi. Resilo protest only once. Mình phải đặt cái này. Không được chiếc tất nhiên. Những cái phần chữ màu xanh là màu xanh dương là của mình. Phần chữ màu đỏ là cho so lần nào ai biết. Chữ màu xanh dưa lá cây là narrator. Và chữ màu vàng là có thể được nhấn để mà cho luật gì đó. Chúc vui vẻ, cảm ơn. For info map. Ok, chờ. Có nhiều map được làm bởi ông này lắm. Là Chamber of Wars. Ông này cũng làm được nhiều, rất là nhiều map cũng hay lắm á. Ok, info. Map được làm trong 13 tiếng đồng hồ. Ủa, 13 tiếng đồng hồ là cũng rất là khá nhanh đó. Làm việc rất chăm chỉ. Tester, Builder, Commander, Story, là DC Disco. Ông này hình như tự làm luôn. Không phải, mấy cái này ông tự nè. Rồi Tester, Designer là Chris rồi. Ok. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Bắt đầu cuộc hành trình tìm cái nút play kim cương. Boom. Ok, đang vô. Cuộc tìm kiếm. In the middle of a forest, a person named Henry has a very famous MineTube channel, and last month he reached about 10 million sub-miners, which means he owns the silver and gold play button, but not the diamond play button. Now Henry must try to find a way to get the diamond play button. Okay. Tiếng hơi ồn quá, mình chỉnh xuống cái. I've been making videos 2 days straight without any rest. Ôi trời, cái này như dùng Google Translate á, cái chi Google Translate. Mình nhớ vậy, mình không biết cái này. Cái này mình biết là này do máy làm á. Cái tiếng gì ta? Supporter. Ok. Thì cái này chắc mấy bạn phải tự dịch thôi, mình cũng không biết, mình phải đậu trời. What the fuck? Ok, tiếng nhỏ lại. Cái này không phải support là cái gì thôi. Ok, mở ra xong được. Ok, giờ mình phải clean phòng mình. Ok, clear, mình đã dọn phòng. Sau 2 giờ nữa. Chờ chút, mình phải chỉnh tiếng lại. Cái này. Ok, không biết chừng nào tôi sẽ được cái nút play kim cương nữa. Cái này mình phải tắt luôn quá. Ok, giờ mình phải đi ra ngoài. Ok, cái này dạng như là thể loại game bấm click. Ok, giờ đi ạ. Giờ mình phải làm gì đây? Có lẽ khi tôi tới cái công ty MyTube là YouTube á, không sợ bị dính bản quyền. Có thể mong rằng cái nút đó sẽ không làm lâu. Giờ chắc mình phải đi tới cái công ty đó. Ok, đi thôi. Ủa, đây là đường. Nhà mình cũng té thiệt. Gọi taxi. Ok. Taxi. Hình như không có taxi nào ở đây á. Tôi nghĩ mình phải đi bộ. Ôi thiệt à, ở đó là cái gì? Warning. Mình biết đó là gì nữa. Ok, đi bộ nào. Sao mình đi bộ dưới đường có thể mình sẽ bị đâm á. Ok, phải đi như lời. Ôi trời, cái gì còn sáng đó vậy? Ok, đi nhanh. Mình đã rất là háo hức để có được nút play kim cương. Mình đã được 10 triệu sub rồi, đúng vậy. Mình đã được nút play bạc, mà ngoài đời mình chưa có nút vàng chắc còn lâu á. Nhờ bây giờ mình có nút play kim cương thì tất nhiên mình phải háo hức rồi. Ok, đi. Oh fuck, đi thôi. Ui, sao 4.5 này. Wow, anh bạn này đi bộ hơi bị nhanh đó nha. Thật là mệt.
Ít nhất tôi cũng có thể, tôi cũng đã sẵn sàng ở công ty Mai Thuốc nói chuyện với Son. Hello Son. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi muốn một cái nút play kim cương ngay bây giờ. Tôi xin lỗi nhưng bạn phải đợi khoảng 1 năm nữa để có cái gì? Công ty không thể cho bạn được bởi vì chúng tôi phải cho nhiều YouTuber khác ở những người YouTuber trước và có lẽ sẽ khó để mà để làm cho bạn. Ok, có lẽ mình nên phải đi vô và lấy. Ok, mình lấy một cái cho mình sẽ đi lên. Ok, giờ mình sẽ đi trộm, mình phải đi trộm cái nút dây kim cương. Ok, cái này hơn mình tưởng á, từ một YouTuber mình đã làm anh trộm. Nhưng mà ok, giờ mình phải đi đâu, mình thì phải đi chỗ đâu, còn cách nào thôi. Cái này đập vỡ Iron Bar, Iron Bar thì ở trên nữa. Nhưng sao mình lên cua chăng? Ở đây mình có gì đó. Ủa mình phải đi đâu? Fuck. Ok, từ từ mình phải đi. Event. Chắc có một cái lỗ nào đó. À đây nè đó. Từ từ. Ok, mình sẽ chui vô cái lỗ thông gió này phải không? Hay lỗ cống ai biết. Ok, và mình phải đi tìm cái nút play. Cái nhạc, mình không hí gì nhưng mà cái nhạc nó làm phiền mình thật. Ok, giờ chúng ta vô rồi. Chắc đây là cơ sở làm việc. Rồi mình phải đi. Sao cái chỗ này thấy thấy đang sợ vậy? Ô trời ơi, cái đây là con zombie kìa. Oh my god. Đây chắc là Mai Thúc đã giấu giếm với chúng tôi nhiều năm qua. Có lẽ cái này sẽ giải thích mọi thứ khi ok, giờ mình không biết mình phải làm gì nữa. Test subject, tên thử nghiệm thứ ba. Ôi trời, ok. Nói chung mình phải đi đâu? Ở trong đây có gì không? Đây có potion gì không? Tự nhiên người ta giống cái con zombie ở đây làm gì? Ôi trời. Ok, mình nghĩ là mình phải đi giết con này đó. Sorry anh bạn, tôi cầm cái chết ở trong đó. Ôi fuck. Ok, glass breaker. Ok, mình có giờ mình có thể đi có thể đánh được mấy cái kiến. Ok, mình sẽ đi ra đây đánh được đúng không? Xem nào. Quý bùm. Ok, chúng ta đã đột nhập vô. Yeah. Business. Đây là khu doanh nghiệp rồi. Sorting. Ủa mình đi đâu vậy? Oh my god, mình lạc rồi. Mình tưởng phải mình phải đánh vô đây chứ. Giờ mình đi đâu? Oh my god, mình không biết mình đi đâu hết. Glass. Này mới glass. Anh bạn, anh biết tôi phải đi đâu không? Tại tôi cũng biết nữa. Có đây thì ok, mấy vô mình đã hơi lạc một chút rồi. Mình cũng cần thức ăn nữa, trời mình sắp đói. Ok, nhưng mà đi đâu? Đây chăng? Đúng rồi, yeah, cái gì đây? Chìa khóa có thể đặt lên 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 đây có lẽ đây có lên. Chúng ta sẽ đi vô cái hệ thống gì đó. Chúng ta đột nhập vô rồi, chúng ta sẽ đi tìm cái nút tay kim cương. Cái nút tay kim cương nó ở đâu đây? Ở đây là nơi sản xuất ma nút tay kim cương à? Cái gì đây? Puzzle à? Ok, đây là một puzzle. Trước tiên gắn cái này đi lại. Ok, giờ mình phải đi từ đây. Chết. Cái này tricky á, mình không hiểu nữa. Ok, gắn lại hết giờ nha. Đây 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 đây, nhanh lên đó. Bùng. Yeah. Giờ mình sẽ đi gắn nó lại nè đó. Đơn giản mà, puzzle này đơn giản đó. Và đây giờ mình cũng làm y hệt như bên đây nữa đó. Bùm bùm. Yeah. Rồi giờ mình sẽ rút nó về đó. Ui ui, ok. Nhìn nó làm hơi chậm chút. Fuck. Ok, gắn lại đây nè. Chết rồi, mình đã làm hỏng một chút rồi.
Mình cần này ở đây làm gì ta? Xin ông gắn vô. Ok, giờ gắn này tiếp. Đây, rồi để đây nữa. Ôi trời, mình làm hỏng rồi. Ở đây nè. Ấm luôn. Nó không dính vô ngay lập tức được. Không phải dính càng nhiều vô được. Ôi, fuck. Ok, ok. Rồi sẽ đi lên đây. Rồi sẽ ở đây. Cần này chi ta? Ôi, được rồi. Yeah. Ok, nó là hạ cận. Chúng ta sẽ đi vô. Có phải cái nút play đó không? Cái nút play nó cũng... nó đúng là kim cương thật. Nhưng mà để coi. Ok, chúng ta đi vô thôi. Cái này có thể là cuộc phiêu lưu hơi bị nhỏ đó. Ok. Giờ đây. Ui, cuối cùng tôi cũng lên đó. Có lẽ công việc của tôi đến đây là xong. Và từ đó Henry đã có cái nút play đầu tiên và duy nhất là nút play kim cương. Và Henry sống hạnh phúc mãi mãi vì sao. Yeah. Ok, như đây. Đây, this is a cool mask. Đúng rồi, mình cũng thấy, mặc dù nó hơi ngắn, nhưng mà mình cũng thấy được á. Ok, cái này rất là ngắn luôn á. Và chết với đồ cho nó. Ok, first map with talking voice. Cảm ơn vì đã chơi map của tôi. Hãy xem những map khác của tôi, tôi nữa. Ok, nút này nút gì? Cảm ơn đã chơi. Yeah. Ok, giờ shit, nên xem nào. Wow, cái này làm trong một tiếng mấy, ủa là một ngày mấy đồng hồ cũng ngày mấy cũng đợt được lắm rồi á. Ok. Mình sẽ đi cái mục một cái. Okay. Fucking hell. Ok, giờ mấy bạn sẽ coi cái đầu mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Mình xin lỗi vì nó rất là ngắn. Nhưng mà mình nghĩ đây là map rất là cool và mình sẽ xe đi chơi với mấy cái map khác của thanh niên này luôn. Và tất cả chỉ vậy thôi. Nếu bạn thấy video này khá hay thì đừng quên để lại một like. Và đây là lần đầu bạn xem một video của mình thì đừng quên để lại một subscribe, ủng hộ cho channel mình rất nhiều. Và ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.